Vừa qua, Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải khung ảnh kề vai tình tứ bên người đàn ông bí mật. Nổi tiếng là mỹ nhân kín tiếng về đời tư, chuyện hẹn hò, hành động này của nữ diễn viên gái già lắm chiêu nhanh chóng trở thành chủ đề hát, khiến dân tình tranh luận về danh tính nữ kia giấu mặt trong khung ảnh. Không để netizen đoán già đoán non, mới đây, cô chính thức công khai cận cảnh diện mạo và thân phận thật của nhân vật này. Cụ thể, trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Lan Ngọc đã cập nhật lại khung ảnh chụp cận mặt người tình giấu mặt. Ngay khi danh tính chàng trai được nữ diễn viên công bố đã thu về, hàng ngàn lượt tương tác khủng từ cộng đồng mạng. Trái với sự mong đợi trước đó, khán giả lại bày tỏ sự hụt hẫng khi nhận ra đây là người anh thân thiết, cùng công ty chủ quản với mỹ nhân sinh năm 1990. Được biết, vị này chính là một bác sĩ khoa nhi khá nổi trên mạng xã hội và được cộng đồng mạng yêu thích bởi tính cách hài hước, dí dỏm. Là những người bạn thân thiết lâu năm, anh thường góp mặt tại những sự kiện quan trọng của Lan Ngọc để ủng hộ cô. Chính vì vậy, chàng trai này không phải là gương mặt quá xa lạ đối với những ai là fan cứng của Ngọc Nữ màn ảnh Việt. Gần 15 năm gia nhập làng giải trí, Lan Ngọc không ít lần vướng phải nghi vấn hẹn hò với những nam thần điện ảnh sau những dự án phim ảnh đình đám. Song, cô chỉ chính thức công khai mối quan hệ với Minh Luân, La Thành. Hiện tại, người đẹp vẫn đơn côi lẻ bóng dù được fan liên tục đẩy thuyền, gán ghép với dàn sao nam đình đám nhất nhì Viz. Trước những tin đồn tình ái, nữ diễn viên sinh năm 1990 đều chọn cách im lặng, né tránh câu hỏi từ truyền thông và công chúng. Chính vì vậy, đời tư của mỹ nhân luôn là chủ đề hát, có sức hút cực lớn với người hâm mộ. Hiện lần công khai tình tứ với chàng trai mới của Lan Ngọc vẫn đang được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Dù chỉ là trò đùa vui, song người hâm mộ đều bày tỏ sự mong đợi mỹ nhân sinh năm 1990 sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc trong tương lai. Ảnh: Ninh Dương, Lan Ngọc.